Hello, chào mừng bạn đến với kênh của mình. Mình là Trúc Giang, Tarot Reader đến từ Vĩnh Long, xứ sở đất chính trong tôi yêu. Đến với kênh Giang Tarot Reader, mình hy vọng bạn sẽ có được thông điệp phù hợp với hoàn cảnh hiện tại cũng như lời khuyên tích cực cho cuộc sống tương lai thông qua trả bài riêng không tính phí của mình ha. À, trước khi xem bài của mình, bạn hãy nhắm mắt lại rồi hít một hơi sâu thiệt là sâu rồi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bạn. Và tất nhiên rồi, điều bạn nghĩ đến đầu tiên chính là điều bạn đang quan tâm và cần thông điệp đấy. Vậy nên ngay bây giờ hãy lắng nghe thông điệp của mình nào. Mà nè, vì đây là trả bài riêng không tính phí, nên Giang hy vọng bạn đón nhận thông điệp với tinh thần thiệt thoải mái và thiệt cởi mở nha. Chỉ đón nhận những điều tốt đẹp và tích cực để mang lại năng lượng tích cực cho bạn thôi hết. Let's go! Mình nghĩ rằng mỗi người sinh ra có thể có rất nhiều giấc mơ, có rất nhiều khao khát ước vọng. Có người thì họ sẽ dùng tất cả sức lực, tâm trí, tiền bạc, thanh xuân của mình để thực hiện được giấc mơ đó. Nhưng có người thì họ thực hiện được giữa chừng rồi họ bỏ lỡ vì những cái yếu tố khách quan, chủ quan. Với mình thì mình là một người khá là tham vọng. Thật sự khi mà mình còn học đại học á, trong mình có rất nhiều ước mơ, nhưng mà thật sự cái ước mơ nhỏ bé nhất của mình đó là có thể tìm được một công việc ổn định, lương ổn định để mình có thể trang trải cuộc sống, cũng có thể phụ giúp gia đình. Thật sự thì mình nói nghiêm túc là gia đình cũng không cần mình bất kỳ một cái chi phí nào từ mình cả. Có nghĩa là ba mẹ cho mình tự do kiếm tiền và tự do chi tiêu, chứ mình không mang gánh nặng về gia đình. Nhưng sự thật thì mình nghĩ rằng mình hoặc là mọi người đều cũng ao ước rằng là mình có thể tự nuôi sống bản thân và mình có thể mang lại những của cải vật chất để mình có thể chăm lo cho những người thân yêu của mình. Thì thật sự là mình ở Sài Gòn 5 năm và mình cũng trải qua rất nhiều cái công ty. Thì tính trong thời điểm đó thì hình như là mình chuyển việc 7 công ty lận. Sự thật thì có một số công ty là mình chủ động nghỉ việc, nhưng cũng có một số công ty là mình bị thôi việc. Có thể là do cái năng lực của mình không đáp ứng được yêu cầu công ty đó, cũng có thể là mình cũng không phù hợp với môi trường đó. Thì lận đận trong suốt 5 năm đó thì mình nhận ra rằng mình thật sự yêu thích công việc kinh doanh. Thành thử là khi mà mình quyết định một cái ý định lớn lao nhất trong cuộc đời của mình, đó là trở về quê để lập nghiệp. Thì mình khởi nghiệp bằng một dịch vụ cưới hỏi trọn gói. Thì nghiêm túc mà nói thì tính đến nay thì mình cũng đã có gần 4 năm mình theo con đường kinh doanh này. Và gần như là mình lập nghiệp tự thân. Tại vì không ai dạy bảo mình điều gì hết. Hầu như tất cả mọi thứ mình đều phải tự học, tự làm và tự rút kinh nghiệm. Mình phải quản lý tất cả mọi thứ, từ việc xây dựng thương hiệu, marketing PA, cho đến việc quản lý tài chính, quản trị nhân sự, điều phối công việc. Và dường như những việc lớn nhỏ hầu như là mình đều tự làm hết. Thì nghiêm túc mà nói, có những lúc mình cực kỳ áp lực, đặc biệt vào những cái ngày mà bước vào mùa tiệc cưới. Thì mọi người biết rằng là đám cưới là một cái việc hệ trọng của một đời người, đúng không? Thành thử là dường như là người ta đều rất là sốn sắng, người ta rất là lo lắng nếu như mà dịch vụ của mình chậm hoặc là chưa hoàn thành đúng tiến độ, thì dường như là lúc đó sức ép về thời gian nó vô cùng gây go và khắc nghiệt, đặc biệt với những người làm dịch vụ giống như tụi mình. Thành thử là những cái lúc đó mình cực kỳ bị stress. Thời gian đầu mình nói nghiêm túc là có những lúc áp lực mà mình đến nỗi là mình phát khóc luôn, tại vì mình không biết xoay sở như thế nào. Gần như tất cả mọi thứ mình đều tự làm mà. Thì cũng may những cái thời gian đầu đó mình có được sự hỗ trợ từ những anh chị đối tác trong ngành. Và mình đã cố gắng kiên trì để mình có thể theo đuổi cái công việc kinh doanh này. Nếu như ai đó hỏi mình rằng là đến thời điểm bây giờ, nhìn lại những gì đã qua, nhìn lại cái chặng đường đã qua đó, mình có hối hận không? Mình có bao giờ mình mệt mỏi và mình muốn từ bỏ hay không? Nếu như mình trả lời là không thì thật sự là mình nói dối. Bởi vì mình cũng là con người mà, mình cũng có những hỉ nộ ái ố, và sức người mình nghĩ rằng có giới hạn về mặt cảm xúc. Có những lúc bùng nổ cảm xúc và mình chịu đựng không nổi, thật sự là mình muốn buông tất cả. Nhưng nghĩ lại những tâm huyết của mình, nỗ lực, cố gắng của mình để chuẩn bị một dịch vụ cưới này, mình đã dành hết một năm trời để mình nghĩ ra cái tên thương hiệu, rồi làm sao xây dựng thương hiệu như thế nào. Mình phải đi học vào Photoshop, mình phải đi học
cả về marketing, có nghĩa là mình đã chuẩn bị rất là lâu rồi. Thành thử nếu như giờ phút này chỉ vì khó khăn đó mà mình buông bỏ thì mình cảm thấy thực sự là có lỗi với bản thân, và cảm thấy là những gì mình nỗ lực cố gắng mình bỏ trôi sông trôi biển hết, nó thật là uổng phí lắm. Thành thử là mình luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng là à, cái này chỉ là khó khăn thôi, giai đoạn tạm thời này nó sẽ qua đi. Tại vì không ai khổ mãi và cũng không ai sướng mãi, đây là một cái câu thần chú mà mỗi khi mình gặp khó khăn mình luôn đọc như vậy. Tại vì mình nghĩ rằng đây là những cái gì mà vũ trụ đang thách thức mình, để xem thử coi năng lực của mình tới đâu, sự kiên nhẫn kiên trì của mình đến mức nào. Thì và mình muốn nói rằng á, trong những cái thời khắc giai đoạn đầu mà mình khởi nghiệp á, mình nghĩ rằng cái con đường kinh doanh này á, nó thật sự rất là vất vả, rất là khó khăn. Mình cảm tưởng như mình là giống như là một người mẹ đơn thân vậy đó, đang tự tự gồng gánh nuôi dưỡng đứa con của mình bằng tất cả tình yêu thương, bằng những gì mà mình có mình đều muốn dành cho đứa con của mình hết. Thành thử mình hiểu rằng là cái con đường này mình đã chọn rồi và mình phải tự đi, không ai có thể thay thế cho mình. Và mình có những lúc mình phải tự giải quyết một vấn đề, kiểu như là có những cái nỗi lòng mà không biết bày tỏ cùng ai á. Nhưng mà mọi thứ rồi nó cũng qua đi. Từng bước mình học hỏi, mình tích lũy và mình rèn luyện. Thì thật sự đến giờ phút này, đứa con tinh thần của mình cũng đã được 4 tuổi rồi. Thì mình cảm thấy là cái thời gian trôi qua nó không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để mình học hỏi, tích lũy và để mình có nhiều kinh nghiệm hơn để mình có thể phát triển đứa con này trong tương lai. Vì thế là một cái clip nhỏ hôm nay mình chỉ muốn nói rằng là mình là một cái người rất là khao khát có sự sung túc về mặt tài chính. Mặc dù mình là con gái nhưng mà mình luôn suy nghĩ và luôn hướng bản thân về cái năng lượng của một người phụ nữ độc lập, tự do về tài chính. Mình nghĩ rằng khát vọng về sự nghiệp, về tài chính, về hôn nhân nó viên mãn trọn vẹn cùng lúc thì không thể. Thành thử là mình chấp nhận gây dựng sự nghiệp trước, sau đó mình sẽ nghĩ đến cái chuyện kết hôn. Thành thử mình là thuộc trong những cái tiếp người kết hôn muộn. Thì lý do mình nói điều này để nếu như ai đã và đang cùng hoàn cảnh với mình thì mình cũng hy vọng rằng bạn và mình cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phát triển để có thể từng bước thực hiện được những cái giấc mơ của mình, thực hiện được khát vọng của mình. Và mình tin chắc rằng sau này khi chúng ta về già rồi, chúng ta nhìn lại cái quãng đường mà chúng ta đã đi thì chúng ta cảm thấy là biết ơn bản thân vì đã nỗ lực, vì đã cố gắng cho những giấc mơ. Rồi, thì đây là một cái trải nghiệm, một cái chia sẻ nho nhỏ của mình vào dịp cuối năm. Thì mình mong rằng mọi người sẽ có được một cái Tết vui vẻ ấm no, cũng như là sẽ chuẩn bị cho bản thân một cái hành trình mới đầy mới mẻ và nhiều thành công nha. Hello, mình đã trở lại đây và thực sự là hình như cũng đã lâu rồi mình mới quay lại trả bài. Mình cũng hiểu sao mà gần đây cái lượt view của mình ít, có phải là do là mình ít trả bài hay không? Nhưng mà như thế này, tại vì khi trả bài thì phải cần cảm hứng, chứ mình không thể nào bắt ép bản thân là phải trả bài trong khi là mình không có chút cảm hứng gì hết. Vì vậy nếu như mà mình có lâu lâu mình có lên đăng bài thì mong rằng là mọi người sẽ đón nhận cái năng lượng của mình ha. Rồi, bây giờ mình sẽ trả bài cho một cái câu hỏi rằng là sau tất cả người tự nguyện ở bên cạnh, yêu thương, che chở, bảo vệ bạn, người đó là người mang năng lượng như thế nào nha. Mình sẽ xem thử coi là người nào tự nguyện sẽ yêu thương, che chở, bảo vệ bạn. Mình không phân biệt về giới tính ha. Tại vì đối với một số trường hợp á, người mang năng lượng nữ tính á, họ họ rất là bảo vệ cái người đàn ông của đời mình, kiểu giống như vậy. Tuy nhiên cái sự bảo vệ này bạn hãy hiểu rằng là nó không phải là đứng ra mình bảo vệ theo kiểu về mặt thể chất, nó phải vậy. Nó có rất nhiều nghĩa trong cái từ bảo vệ đó. Cho nên là mình chỉ đơn giản muốn tìm hiểu thử coi là sau tất cả thì người nào tự nguyện ở bên cạnh, yêu thương, che chở và bảo vệ bạn suốt cuộc đời này nha. Mình sẽ trả bài từng bộ. Mình vừa đặt bài lên và vừa đọc bài luôn ha. Rồi, mình sẽ xem thử coi là
sau tất cả thì ai sẽ là tự nguyện yêu thương, che chở, bảo vệ cuộc đời bạn? Có lẽ như là bạn chịu đựng trong một thời gian rồi thì giờ sẽ là cái người nào ở bên cạnh bạn với năng lượng của hai tiền? Năm kiếm. Năm cups. Và ba tiền. Mình thấy cái người mà kết nối với bạn, người mà tự nguyện ở bên cạnh yêu thương, che chở, bảo vệ bạn là người mang cái năng lượng mà mình thấy rằng là bạn với họ, bạn biết người này rồi. Có nghĩa là đây không phải là một người mới toanh. Có thể là bạn với họ là trong mối hệ bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Cũng có thể là một mối quan hệ tình cảm hai người đã từng rạn nứt. Đại khái đây là cái người mà bạn đã kết nối rồi. Và hiện tại bây giờ thì mình thấy năng lượng thế này nha. Cái người mà họ muốn được ở bên cạnh, yêu thương, che chở, bảo vệ, muốn được dành những điều tốt nhất cho bạn á, thì họ là cái người mà cũng đã từng mình cảm giác họ là cái người mà đã từng không biết trân trọng á. Cái kiểu cô nói là có không giữ, mất đi tìm á. Khi nhìn vào năng lượng của năm kiếm và năm cups, mình lại thấy là cái người này họ đã từng rất hiếu thắng, hoặc là họ đã từng chạy theo cái gì đó để họ thỏa mãn cái tôi của họ, thì vô tình là họ đánh mất đi cái tình cảm trong sáng của bạn dành cho họ chẳng hạn. Mình đại khái là mình chỉ cảm nhận là lúc mà bạn với người này á, nếu về mặt tình cảm á, thì có thể là cái người này trước đây họ không biết trân trọng bạn. Họ lo, họ chạy theo những cái thứ mà họ cảm thấy là để thỏa mãn được cái nhu cầu của họ, có thể là họ tập trung vào việc là tìm kiếm danh vọng của họ, thì vô tình là họ đánh mất đi cái mối quan hệ của họ với bạn, và người này họ cảm thấy hối hận. Trường hợp thứ hai nữa là có thể là bạn với cái người này là đồng nghiệp của nhau, hoặc là hai người là bạn học của nhau. Với năng lượng của ba tiền, mình cảm thấy là như vậy, thì có thể là vì họ tiếp xúc với bạn trong một thời gian dài rồi, cho nên là họ biết được bạn như thế nào, họ hiểu, nói chung là cái người này họ hiểu được bạn. Và thêm một điều nữa, đây là kiểu người mà họ đã từng đánh mất đi cái sự mất cân bằng trong mối quan hệ với bạn, là dù mình không quan tâm rằng là bạn với người này có quan hệ về tình cảm trước đây hay không, nhưng mà đại khái là cái người này trước đây họ không biết trân trọng cái mối quan hệ của họ với bạn. Cho nên là khi mà bạn với họ không thành đôi, không nên duyên với nhau á, thì cái người này họ cảm thấy rất là tiếc. Họ tiếc là tại sao ngày xưa mình lại không biết trân trọng như vậy, tại sao có một người tốt như vậy, hoặc là một người mà mình nghĩ rằng là có thể nếu như mình bỏ lỡ họ rồi thì có thể cả đời này mình sẽ rất hối hận. Thì cái người này họ mang năng lượng như vậy sau khi mà bạn và họ không tương tác được, hoặc là ít tương tác. Đại khái câu chuyện là cái người này họ đang quay về với chính bản thân họ để họ tìm về cái sự cân bằng, và bản thân cái người này cũng rất muốn họ được cân bằng về mặt năng lượng, tình cảm và công việc. Mình thấy cái người này họ có cái gì đó nó hơi bị chênh lệch về năng lượng á. Đó là một phần lý do vì sao mà bạn với cái người này vẫn chưa thành đôi, chứ không phải là cái người này họ không có bất kỳ cảm xúc nào với bạn. Tại vì mình thấy có năng lượng năm cups ở đây là cái người này họ có cảm xúc, nhưng mà cái việc mà hai người có đến được với nhau hay không á, nó lại bị ảnh hưởng bởi cái tính cách của người này, bởi năng lượng của người này nhiều hơn. Mình muốn trả bài thêm một hàng nữa, xem thử coi là lý do vì sao mà cái người này với bạn lại không được nên duyên kiểu như vậy, kiểu như là bỏ lỡ nhau á. Có thể là trước đây hai người là bạn bè chẳng hạn, nhưng mà kiểu như là có tình cảm nhưng mà không nói với nhau, rồi lại bỏ lỡ nhau á. Tại vì mình nhìn vào năng lượng năm kiếm với năng lượng năm khóc, mình cảm giác như cái người mang năng lượng năm tính ở đây là cái người mà họ đã đuổi theo một cái gì đó và bạn không phải là ưu tiên của họ, thành thử là họ đánh mất bạn. Và khi họ mất bạn rồi, hoặc là họ bỏ lỡ cái mối quan hệ này rồi, thì họ cảm thấy hối hận. Khi mà họ cảm thấy hối hận là họ đã biết cách cân bằng, họ biết được cái nào nên giữ, cái nào nên buông, chứ không phải là giống như trước đây cái gì cũng muốn giữ hết, hoặc là bản thân của họ là cái người mà chưa có thể làm chủ được cảm xúc của mình, thì bây giờ họ đã làm được rồi. Mình rất muốn biết rằng là lý do vì sao bạn với người này trước đây lại có cái vấn đề như vậy, tại sao hai người lại khó có thể nên duyên với nhau. Tất nhiên mình đang trả bài cho câu hỏi rằng là ai là người mong muốn được chăm sóc, yêu thương, che chở, bảo vệ bạn một cách tự nguyện nha, không ép buộc.
Mình thấy cái người này họ đã từng trốn tránh trách nhiệm và họ họ có thể là họ đã trốn tránh với con người thật của mình. Có thể là người này họ từng phủ nhận cái cảm xúc của họ dành cho bạn. Nhưng mà khi mà họ kiểu như là bạn hiểu tương tự phủ nhận một cách nào, cũng như là nói một đằng là một nẻo, ví dụ cái miệng nói ra là không quan tâm đi, nhưng mà những hành động của họ lại cho thấy rằng là họ không thể lừa dối được cái trái tim của họ rằng là họ có cảm xúc với bạn, tại vì cái hình ảnh người này họ rời đi rồi nhưng mà họ vẫn ngoái đầu lại. Cái người mà muốn che chở bảo vệ bạn cũng là một cái người mà sống cũng khá là thiên hướng về mặt lý tính, chứ không phải là họ sống về cảm xúc đâu nha. Họ cái người cũng rất là hơi bướng bỉnh, có chút cố chấp nữa. Người này là một người rất là ổn định về tài chính, họ họ thuộc tiếp người là sống chậm, đây là kiểu người sống chậm. Cũng có thể là họ khi mà trước đây bạn và họ không tương tác với nhau hoặc là không thể nên duyên một mối quan hệ cam kết hoặc là mối quan hệ chính thức đó, là bởi vì cái người này cũng là cái người mà họ rất là thận trọng trong từng bước đi của họ. Thứ hai nữa là họ dành rất rất nhiều thời gian tâm huyết của họ cho cái công việc của họ, và mình thấy đây là kiểu người cũng rất là tham vọng. Bản thân họ có thể có rất nhiều cái ước muốn, rất nhiều cái mục tiêu và họ mong muốn có thể đạt được, nhưng mà cái người này họ hiểu rằng là không thể nào họ được cả hai, không thể nào có được vừa có tình yêu đẹp mà vừa có công danh sự nghiệp, không thể nào. Pentacle, mình thấy cái người này là cái người rất là nhanh trí, linh hoạt trong cái việc nắm bắt cơ hội. Và thứ hai nữa là cái người này rất giỏi trong công việc của họ, họ luôn luôn biết cách ứng xử và biết cách xử lý tình huống rất là linh hoạt. Mình thấy cái người này họ cũng là cái người có khả năng về đầu tư tài chính. Có thể bạn và họ hiện tại đang có khoảng cách về địa lý, hay bạn không gặp nhau thường xuyên và người này họ đang ngóng trông về bạn. Nhưng mình muốn nói với bạn một điều rằng cái người này á, hồi nãy mình có nói một câu là người này là cái kiểu người không có sống thật với cảm xúc của họ, họ phủ nhận tình cảm của họ bằng cách là có thể là họ họ không cho bạn biết bất kỳ cái thông tin nào rằng là họ đang rất là nhớ bạn, họ đang ngóng trông bạn. Nhưng sự thật là cái người này bên trong họ rất là cồn cào, họ rất rất muốn tiến về phía bạn rồi nhiều. Họ đứng ở xa, họ ngóng trông, họ chờ đợi, họ quan sát và theo dõi. Nhưng mà bạn biết cái sự ngóng trông quan sát này nó là một cách rất là thầm lặng nha, nó đâu có thể hiện trước cho mặt mặt bạn biết rằng là họ đang rất muốn gặp bạn, họ đang chờ đợi bạn. Người này họ họ làm trong một cách rất là thầm lặng, bạn không hề biết được đâu. Thì cái người này là kiểu người mà họ làm bất cứ việc gì cũng rất là chậm rãi và từ tốn. Tuy nhiên mình thấy là cái người này một khi mà họ tiến về phía bạn là chắc chắn là người này họ họ offer cho bạn một cái gì đó rất là vững chắc. Người này họ không làm thì thôi, chứ một khi họ làm là họ làm, họ chắc rằng là họ làm đúng. Và cái quyết định của họ là nó xác suất là thường thành công rất là cao. Thì mình thấy là cái người này mà nếu như mà họ chủ động tiến về phía bạn đó nha, thì mình tin chắc rằng cái sự chủ động này là người này họ đã nắm chắc họ thành công rồi. Có nghĩa là tại sao họ lại chủ động với bạn là tại vì họ đã dò xét, họ dò thám thông tin về bạn rất là nhiều, để họ biết được rằng là họ họ nên thực hiện cái bước nào để họ có thể giành được cái chiến thắng. Đại khái cái người này là mình thấy họ làm bất cứ việc gì nó cũng có cái kế hoạch hết, chứ không hẳn là làm một cách vô thức. Người này không có trường hợp đó đâu bạn, tại vì nhìn vào năng lượng của ba gậy là mình thấy là bản thân cái người này là có tầm nhìn. Thậm chí là mình thấy là họ có thể vẽ ra được cái đường đi nước bước của họ như thế nào, họ tưởng tượng ra được luôn. Cái người này là có cái tầm nhìn bao quát và nhìn sâu, nhìn xa. Đó, kiểu giống như vậy. Cho nên khi mà bạn mà thuộc vào cái mục tiêu của người này thì mình tin chắc rằng là cái người này họ có chiến lược hết. Họ họ sẽ sẵn sàng để họ tiếp cận mục tiêu, nhưng mà để họ chắc chắn trước đã, chứ họ không phải là làm việc gì hết hấp tấp vội vã. Tự nhiên hai lá bài nó rớt ra ba lá luôn. Cái người này có thể là cái người lớn tuổi hơn bạn, hoặc là người này mang năng lượng rất là già hơn so với bạn. Năng lượng già cỗi ở đây là có nghĩa là người này vốn sống, kinh nghiệm sống người này nhiều hơn so với bạn. Và người này là cái người mà họ rất giỏi về đầu tư tài chính. Mình thấy cái người này có thể làm gì đó liên quan về tài chính, hoặc là bản thân họ
rất giỏi về đầu tư bất động sản hoặc là cái gì đó liên quan về vấn đề tiền bạc, mà thấy người này họ họ rất giỏi vấn đề đó. Thêm một điều nữa, đây là người rất hay bị stress, họ rất dễ áp lực. Và thêm một điều mình cảm nhận năng lượng là cái người này là cái người mà cuộc sống của họ có thể có rất nhiều áp lực hơn so với gọi là người bình thường á. Thì dùng từ này có thể là bản thân cái người này đang gánh vác rất nhiều trọng trách trách nhiệm, không loại trừ trường hợp họ là một leader, họ là một người chủ, họ là một cái người mà có thể là có quyền quyết định trong một tập thể nào đó. Tại vì năng lượng Demerara xuất hiện ở đây giống như oai vệ như một ông vua. Thành thử là mình thêm một điều mình cảm nhận nữa là có thể là cái người này là cái người mà họ rất coi trọng được cái danh dự của họ, thứ hai nữa là cái hình tượng của họ. Có thể cái người này họ có cái tôi rất là lớn, cho nên là họ nếu như mà họ đã làm lỗi với bạn thì nếu để họ mà xin lỗi với bạn đi thì mình nghĩ là người này họ cần rất nhiều thời gian để họ thuyết phục bản thân họ và họ chủ động để họ nói là xin lỗi với bạn. Mình ví dụ nếu như họ nghe lỗi lầm nào đó nha, thì đại khái là kiểu người mà có thể là trên vai họ đang gánh vác rất nhiều trọng trách trách nhiệm, cho nên là cái năng lượng của sự mệt mỏi áp lực đây rất là lớn. Cũng có thể là thời gian mà bạn với họ tiếp cận với nhau là cái người này họ đang rất mệt mỏi với công việc, cho nên là họ phải bắt buộc buông bỏ cái chuyện tình cảm một bên để họ tập trung vào vấn đề công việc. Nhưng khi công việc nó xử lý rồi xong rồi thì bạn đã không còn ở đó nữa, kiểu giống như vậy đó. Rồi đặc biệt lần trả bài đợt này thì mình sẽ xem rất nhiều lá bài Lenormand. Thì mình mỗi bộ mình sẽ xem thử ba lá, coi thử coi có thông tin gì về cái người mà tự nguyện. Sau tất cả thì người đó họ tự nguyện muốn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ bạn, muốn che chở bạn theo cách riêng của họ nha. Dùng từ này để bạn thấy được rằng không hẳn là trả bài này dành cho đối tượng là nữ mà cũng có thể là nam, tại vì năng lượng tarot chỉ hướng về năng lượng nam và năng lượng nữ thôi chứ không nói về giới tính. Thì mình thấy rằng là cái người mà tương tác với bạn là một người rất là cầu toàn. Mình sẽ xem được coi là mô tình bạn với người này chắc chắn khoảng cách về địa lý, hoặc là hai bạn có một cái khoảng cách vô hình nào đó, có thể khoảng cách về mặt tâm hồn, không nói chuyện với nhau, không tương tác với nhau, không kết nối với nhau, hoặc là hai người đang có khoảng cách về địa lý. Men, người này rất là men. Đại khái nếu họ là nam, họ mang năng lượng nam tính rất là trội. Còn nếu họ là nữ thì đây là cái người gọi là nữ cường á, quyết đoán, rất là tự tin, rất là độc lập. Bạn nếu bạn là nam thì bạn có thể xem cái người nữ đó như là một cái người bạn mà người bạn đồng hành đó, có thể là người bạn đồng hành của bạn. Mang năng lượng nam tính rất là trội. Còn nếu là nam thì dễ rồi, đây là một người rất là men, dùng từ men là bao quát hết luôn rồi đúng không? Người này mình thấy họ có thể chất rất là tốt, có thể họ thích chơi thể thao đối với nam, còn đối với nữ mình nghĩ có thể họ tập được yoga, dẻo dai bền bỉ. Họ cũng rất là cái người rất là coi trọng cái vẻ ngoài, rất coi trọng vẻ ngoài nha. Với lại mình nói rồi đó, người đó họ cũng khá thành công trong công việc, thành thử là họ họ ít nhiều gì họ cũng có danh tiếng đó, trong cái tập thể đó hoặc là trong lĩnh vực đó, nên là họ rất quan trọng cái vẻ ngoài của họ, cho nên là họ rất quan tâm về cái cơ thể của họ, body của họ, sức khỏe của họ. Đây là kiểu người rất là chung thủy, có thể liên quan gì đó về năng lượng của hồi sau mình thấy hình ảnh chú chó đây lại nghĩ đến năng lượng của người tự túc á. Đại khái đây là một cái người rất là chung thủy, họ sẽ cam kết cao trong một mối quan hệ, có thể là cam kết theo mối quan hệ một một, cho nên là bạn không cần đắn đo rằng là cái người này á họ có ngoại tình hay không, mà thật sự là cái chuyện đó đâu ai biết trước được. Nhưng chí ít đây là kiểu người mà cũng rất khó tính trong câu chuyện tình yêu, và họ cũng là cái người nghiêm túc, họ không phải là kiểu người lăng nhăng. Thành thử là nếu như bạn với người này á mà yêu nhau mà có thể xa nhau về khoảng cách địa lý chẳng hạn, thì bạn yên tâm rằng là cái người này họ sẽ không phản bội bạn, kiểu giống như vậy. Còn một trường hợp lớn nếu là hai người ở bên cạnh nhau thì mình thấy là cái người này họ sẽ trung thành tuyệt đối. Dùng từ tuyệt đối cũng như cũng chưa đúng đúng không? Có nghĩa là ý mình là
họ thuộc tiếp người chung thủy, muốn cam kết lâu dài. Một lá bài Atron, họ chính là neo đầu của bạn thì đương nhiên rồi. Mình đang trả bài cho câu hỏi rằng là sau tất cả thì ai sẽ là cái người mà ở bên cạnh yêu thương, che chở, bảo vệ bạn một cách tự nguyện. Thì họ tự nguyện làm cái neo đậu cho bạn, bạn không cần phải trôi dạt nơi nào nữa, bạn không còn phải sợ cô đơn nữa, tại vì đã có họ rồi. Rồi, mình sẽ xem tiếp hai bộ tiếp. Coi có gì nói về họ hay không? Ai sẽ là cái người tự nguyện yêu thương, che chở, bảo vệ bạn sau tất cả, sau bao dông bão cuộc đời? Người này rất là tâm linh nha, hoặc là bạn với họ đều là những người rất là tâm linh, sống thiên hướng về mặt trực giác, họ cũng tốt nè. Nói chung là cả hai đều là những người có trực giác tốt, rất nhạy cảm, linh cảm tốt. Mối quan hệ của hai bạn nó cũng thiên hướng gì đó về mặt năng lượng, về cảm xúc nhiều hơn năng lượng tâm linh đó. Có nghĩa là có thể nhiều người bảo đó là tâm linh tương thông đó. Có những lúc là bạn nghĩ đến họ thì họ cũng nghĩ đến bạn, hoặc là khi họ nói ra điều gì đó thì bạn cũng bất ngờ là mình cũng đang dự định nói điều đó, kiểu giống như vậy ha. Hoặc là cả hai bạn đều rất thích ngắm trăng nha. Đâu đó liên quan về câu chuyện về trăng, hoặc là hai bạn sẽ gặp nhau vào đêm trăng rất là tròn, trăng rằm, hoặc là cả hai đều rất là thích trăng, hoặc là cả hai bạn đều là những người có cái trực giác tốt. Mình thấy mối hệ này nó từng một lần đứt gánh, hoặc là cái người này họ có làm điều gì đó có lỗi với bạn, và họ mong muốn rằng là khi mà họ kết nối lại với bạn, họ xin lỗi bạn thì bạn có thể tha thứ họ. Nói chung mối hệ này đã từng trải qua một cái giai đoạn cũng khá là gay go, đứt gánh đó, kiểu như là cắt đứt hết, không có bất kỳ một mối liên kết nào, tưởng đâu là toan rồi nhưng cuối cùng lại có thể kết nối lại. Ô, mình mới vừa nói đúng không? Mới vừa nói là mối hệ đến đứt gánh, giống như là nó đứt gánh giữa chừng, giờ nó phải kết nối lại, thì năng lượng này là hồi sinh, kết thúc đã bắt đầu. Mối quan hệ này ít nhất một lần phải kết thúc. Kết thúc là như thế nào? Kết thúc là bạn với họ không tương tác, không nói chuyện, không kết nối với nhau. Giống như là hai người ở hai nơi khác nhau, hai thế giới khác nhau và không liên can gì hết. Nhưng cuối cùng thì là kết nối lại với nhau và trở thành ngôi nhà của nhau nữa, xây dựng mái ấm cùng nhau nữa. Mình nghĩ người nam trong trái bài này là cái người mà có nước da hơi trắng, giống như cái lá bài này, và sống mũi cao. Nước da trắng, sống mũi cao, còn nếu là nữ thì cũng như vậy. Một người có nước da trắng hoặc là ngăm sáng các bạn, và có cái sống mũi cao, mái tóc xoăn. Rồi mình sẽ xem thử coi có năng lượng gì nói thêm về cái người mà tự nguyện yêu thương, che chở bạn suốt cuộc đời này. Dùng từ suốt cuộc đời thì không phải chính xác. Thật sự mình là người ít khi nào dùng những từ nào mà mang tính chất tuyệt đối lắm. Tại vì mình nghĩ rằng á, trong cuộc sống này không có gì là mãi mãi, cũng không có gì là nó xác suất 100% hết. Cho nên là chỉ cần mình tương đối là được. Cho nên là mình hạn chế dùng cái từ nào mà nó mang tính chất là tuyệt đối, khẳng định 100% thì không, mình không dám như vậy. Rồi mình xem tiếp thử coi là cái người nào đang tự nguyện yêu thương, che chở, bảo vệ bạn suốt cuộc đời này. Hồi nãy còn lá bài mình có nói là Atron đúng không? Họ chính là neo đậu của bạn đó. Nói chung là nào giờ bạn giống con thuyền đó, long đong lên đên trên biển cả giữa cuộc đời này, nhưng cuối cùng có cái neo đậu rồi, bạn sẽ dừng chân tại đó. Bạn không sợ bão giông nữa, tại vì bạn đã an toàn. Đại khái là cái người này là cái người mang lại cho bạn cảm xúc an toàn, và họ chính là cái bến đỗ an toàn cho bạn. Bạn không cần phải lo lắng điều gì cả, họ giống như là dành riêng cho bạn rồi đó. Cho nên là họ mới tự nguyện như vậy.
ai sẽ là cái người tự nguyện yêu thương che chở bao bạn. Đâu đó mình tự giờ mình thấy cái số hai mấy ba mấy không, mình cảm giác đâu đó câu chuyện là những cái người xem trên bàn này có thể từ 25 tuổi trở lên, 25 35. Cái mối hình nó cần rất nhiều thời gian chứ không phải là một mối quan hệ mà nó đến với nhau rồi yêu nhau rồi đi đến cam kết nó dễ dàng thuận lợi. Nó không theo một quá trình suôn sẻ như vậy, mà nó giống cái cây này vậy đó. Bạn phải chăm sóc nó mà bạn cần phải có thời gian chăm bón nó ha. Mình cảm thấy mối hệ này nó phát triển nhưng mà nó rất là chậm. Nhưng mà khi mà nó bén gốc rễ rồi, có nghĩa là hai người đã có được cái nền tảng vững chắc rồi á, thì về sau á, cuộc sống của bạn với cái người này rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc. Tại vì nền tảng của hai người rất vững chắc mà, giống như là một cái cây mà gốc rễ nó cứng, nó đã bám đất trụ vững rồi á, thì bắt đầu nó hút dinh dưỡng, bắt đầu nó sẽ nuôi cây và nó từ từ nó sẽ ra hoa, nó kết quả. Đó thì kiểu giống như vậy, tình yêu của các bạn giống như là những giống như cái cây này đó. Mình sẽ xem tự coi là sau tất cả thì cái người tự nguyện yêu thương che chở bảo vệ bạn trong suốt cuộc đời này họ là ai. Trời ơi, người này là cái người mà thiên hướng về kinh doanh. Có thể người này kinh doanh rất là giỏi, có thể họ có công ty riêng, họ có cơ sở riêng làm việc của họ. Và người này rất giỏi kiếm tiền, và mình cảm giác giống như là chú gấu yêu thương che chở bảo vệ, và họ mong muốn rằng họ sẽ là cái nơi mà chốn bình yên của bạn, và có thể tạo cho bạn cái điều kiện về vật chất tinh thần cách tốt nhất có thể. Nhìn con gấu để tha cái con cá này về, mình cảm giác giống như là họ tự nguyện ra ngoài họ kiếm tiền để họ có thể là mang lại cho bạn những giá trị vật chất mà vững vàng bền vững hơn, cho bạn cuộc sống giàu có hạnh phúc sung túc các kiểu như vậy. Mình thấy cái người này, bản thân cái người này tạo cho người ta cảm giác họ đáng để tin tưởng. Nhưng mà người này rất là gia trưởng nha, họ rất gia trưởng và cái tôi của họ lớn, cho nên là khi mà bạn tiếp xúc với người này là bạn phải dùng những từ ngữ làm sao nó trở nên khéo léo và tinh tế nhất có thể. Cái sự tinh tế của bạn chính là cái điểm cộng giúp cho cái người này họ bị thu hút và họ không thể nào thoát khỏi bạn á, kiểu giống như vậy. Chứ không phải là nhan sắc nha, mình nghĩ người này thiếu gì nhan sắc mà xung quanh họ, cái họ cần đó là cái gì đó mà nó hướng về mặt tâm linh nhiều hơn, và thứ hai có một sự kết nối rất là chặt chẽ về mặt linh hồn. Có thể hai người từng không hiểu về nhau, nhưng mà từ từ hai người ở bên cạnh nhau, hai người sẽ thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Mình sẽ đặt thêm cái bộ này cuối cùng để xem thử coi là cái người ai sẽ là cái người tự nguyện yêu thương che chở bảo vệ bạn suốt cuộc đời này. Look inside yourself, thì mình nghĩ rằng cái người này là cái người mà họ sẽ có rất nhiều điểm tương đồng với bạn. Có thể là họ cũng đã trải qua những cái giai đoạn rối bời về mặt cảm xúc giống như bạn vậy đó. Và khi bạn tương tác với người này, bạn cảm giác giống như là mình nhìn thấy bản sao của mình, để mình quay về bản thân của mình và suy ngẫm nhiều hơn. Mình nghĩ hai người có gì đó, có cái vẻ ngoài khá thu hút với nhau. Có thể hai người có cái ngoại hình na ná nhau, người ta gọi là tướng phu thê á. Cho nên là khi mà hai người giống như là hai người chính là cái gu của nhau á, vừa gặp hoặc là ở gần nhau, tương tác với nhau là giống như là sạc điện liền. Cái một cái năng lượng gì đó mình cảm giác ở đây là gu của nhau á, cho nên là gặp nhau là thấy mến nhau liền. Nhưng mà mến thì mến vậy thôi, nhưng mà cái việc đến với nhau hay không là lại là một câu chuyện khác nha. Nhưng mà cái chemistry, cái phản ứng hóa học của hai người nó rất là mạnh. Hai người ở gần nhau là sẽ chuyện liền. Mình thấy mối hệ này nó sẽ mang lại cho bạn rất nhiều bài học để bạn trưởng thành hơn. Như nãy bạn cứ nhớ đến cái hình ảnh cái cây á, thì bạn với cái người đó sẽ giống như cái cây đó. Từ từ phát triển. Để làm gì? Để hai bạn hiểu nhau hơn. Một lá bài cuối cùng nha. Romance, wow, thằng cũng biết bắn tên rồi. Đương nhiên bắn rồi là bạn không thoát được đâu. Rồi dù bạn có thoát, dù có bạn chạy trốn đi chăng nữa, thì cái người kia họ đã ra lệnh bản thân của họ là phải chinh phục được bạn, thì bạn cũng không thoát được họ đâu. Với lại là cái tình cảm này, mối hệ này đã được thằng cũng biết bắn tên rồi. Cái lá bài romance thì rõ ràng cái câu chuyện tình yêu này rất là lãng mạn ngọt ngào về sau. Rồi thì đây là những gì mình thấy được cho cái câu hỏi rằng là
Sau tất cả, ai sẽ là cái người tự nguyện yêu thương, che chở, bảo vệ bạn suốt cuộc đời này nha. Và bạn đừng có quan trọng về mặt giới tính nam hay nữ, bạn chỉ cần quan trọng về mặt năng lượng thôi ha. Rồi, hy vọng gặp lại bạn ở một chủ đề mới hơn nha. Bye bye.